Ở những vùng đất khô cằn sỏi đá sẽ rất khó để phát triển các mô hình nông nghiệp. Dù vậy, vượt lên những khó khăn, vẫn có nhiều mô hình hay được áp dụng, qua đó góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Và một trong những người đi tiên phong trong vấn đề này là chị Hồ Thị Phùng Hân ở xã Bào Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chị đã quyết định đưa giống nho nhật ra trồng ở vùng đồi nhiều đá sỏi. Bước đầu, dường nho đã cho kết quả khả quan. Tuy sản lượng chưa nhiều nhưng chất lượng rất tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Vườn nho của chị Hồ Thị Phùng Hân có diện tích hơn 3 hecta. Hiện nay, những thân nho trong vườn đang phát triển, dần phủ xanh vườn và dự kiến mùa tới có thể thu hoạch từ 4 đến 5 tấn nho. Nho trồng với địa hình đất sỏi để đậu trái tốt cần xử lý rất cẩn thận. Ở đây, nho được trồng theo quy trình kỹ thuật của Nhật Bản, từ khâu kiểm tra mẫu đất đến mẫu nước. Đặc biệt, việc diệt sâu bọ đều được dùng các chế phẩm sinh học nên trái nho đạt chất lượng tốt, mọng nước, mùi thơm dịu nhẹ nên được khách hàng rất ưa chuộng lúc trước đất này chỉ còn là là đá với lại không có hình như là không có đất phù sa và không có dinh dưỡng cho nó là mình phải cải tạo mua phân chuồng về ủ và sử dụng cái như là phân trùng quế như là bát tê, san. hầu như là rất là nhiều bỏ vào trong này trong vòng cải tạo được 2 năm mới là thay đổi được cái thành phần đất hầu như là khách đặt hết 70 phần trăm rồi còn 30 phần trăm thì mình muốn giữ lại để mình bán cho khách tới tham quan tại vườn để người ta hái người ta trải nghiệm với bước đầu mang lại hiệu quả trên vùng đất sỏi đã có những chùm nho chính mộng. Đây không chỉ là thành quả lao động của nhà vườn mà còn góp phần làm phong phú thêm các loại trái cây ở Đồng Nai.